nắng chơi con ở một lòng lâu quá. Hiền khô à, ở trong lòng lâu ngày à, không biết bay luôn rồi, ra ngoài hiền khô à. Đây là con chim phướng mình nuôi cũng mấy tháng rồi nha anh em, bắt non từ nhỏ lên nó hiền dữ lắm. Ở trong chuồng không à, giờ ra ngoài thì nó lờ đừ vậy đó, hiền khô à. Lâu hơi nắng nữa con. Chui đâu mất tiêu rồi. Ở đó chờ đi. Đứng yên. Không dữ. Còn nắng ở làm đi ra ngoài nó đá mày đó. Anh em mà nó hung nó đá con em đó. Nay cho nó ra ngoài, anh em nó ra phơi nắng rồi. Được rồi, nó sợ con trống quá rồi. À, mình sợ nó chứ vậy. Sợ quá đi vô.
Đâu rồi, chui mất tiêu rồi. Không được rồi các bạn ơi, nó sợ, nó ngại nắng rồi, nó không có chịu phơi nắng nữa, mình cho nó vô chuồng thôi. Rồi, tạm biệt các bạn nha. Đuôi nó nay cũng dài dữ lắm rồi nè, dài cũng khoảng 40 rồi chứ hiền khô à. Rồi, tạm biệt anh em nha, mai mốt nó lớn nó phát triển nữa mình làm clip cho anh em xem.